Hả? Ăn biển. Đây, đẹp. Mày quay đi kìa. Biển nước mặn đây. Biển nước mặn ở bên trong, bên ngoài là nước ngọt. Nước mỏng nó mặn ở bên phía trong ạ. Trong hồ tỏa sóng á. Trong có cái núi nhân tạo. Đó, nó sẽ làm chỗ này khu vui chơi. Đúng rồi. Nó sẽ làm ra dạng là thác nước nhân tạo ở núi xả xuống ấy. Đó, cô nhìn thấy nhá. Cái biển nước mặn và hồ tỏa sóng là nó qua cái bãi cát này. Căn ở đây đẹp này cháu nhỉ. Những căn đây thì căn nào cũng đẹp cả. Không phải nhìn, không phải băn khoăn về vị trí những căn ngoài này nữa. Này nó bán sau này đúng không? Sau này những căn này chắc chắn sẽ bán ra sau cục. Ra phía sau cục. Vâng. Hả? Trước khi mà lấy căn đấy thì mình tranh thủ mình lướt mình kiếm được tí. Kiếm tí thì mình mới cá đấy. Cá thì mình ok. Dạ. Đúng không? Dạ. Đấy có mấy cái cầu này đẹp lắm ạ. Đây này biển có to như này cơ mà. Này chị ơi, biển là cầu kìa. Đấy rất đấy. Rất nhiều chòi nghỉ. Và ở đây nó ngoài cái việc là mỗi cái hồ không ấy thì nó sẽ làm thêm. Bên cạnh này là cái gì đây, bên cạnh này này? Xung quanh này là đất làm chung cư đấy cô. Đây chung cư này à? Mạn bên này bắt đầu qua chung cư sẽ xây rồi. Chung cư sẽ bu xung quanh cái hồ này. Nhưng mà chưa bán đúng không? Chưa bán. Cháu mới bảo là cái hồ này còn đẹp hơn cả bên Ocean Park nhiều. Đẹp hơn, nhìn đã thấy đẹp hơn. Cho nên là cái dự án bên này cô bảo là giá trị không theo có khả năng sau này nó sẽ vượt Ocean Park đấy. Dân vào đây chơi rất là đông. Dạ, nó sẽ kéo theo lượng khách vãng lai đến du lịch để chơi nhảy nhiều. Được rồi, như nào chị gọi điện sau nhé, chị đang đi công việc nhá. Có. Bảo bên cạnh này là đẹp đấy. Đây nước mặn đúng không? Trong này nước ngọt ạ, trong kia mới là nước mặn, bên ngoài này là nước ngọt ạ. Thế là bên cạnh này là sau này là chung cư. Chung cư đúng không ạ? Chung cư đẹp. Có tiền đến chung cư đây đến đây ở. Vâng. Đẹp. Nhưng mà vấn đề chung cư thì nó sẽ không có biên tăng giá tốt như là biệt thự đâu. Gọi là ở một cái chung cư, một cái biệt thự. Đúng rồi. Và chung cư bên này thì kiểu gì nó sẽ ra sau nữa bởi vì nó tương đối gọn chung cư bên kia đã. Đúng rồi. Đây nó có nhiều nhà, nó sẽ làm nhiều nhà dạng nhà hàng luôn. Bên này sẽ có một nhà hàng thủy tạ. Đó, nhà hàng thủy tạ, một nhà hàng thủy tạ ở bên này. Với hai mấy nhà hàng ẩm thực nữa. Đây này, nhiều người ta đứng ở đây người ta đang xem để ngắm được đấy. Đấy. Thế quanh đây là toàn chung cư hết à? Mình có xuống chụp ảnh không? Đúng rồi. Cô xuống chụp ảnh không? Đó, chụp ảnh nhá. Nắng. Đây là chú về, chú gửi cho mình cái clip bên này. Đấy, clip đây rồi. Nắng hả bố, chụp được cái gì đâu. Nắng mà mẹ xuống đây cháy hết cả mặt. Ok, thế thì mình đi ra đấy là mình rang cô nhá. Đẹp không ạ? Đẹp. Tổ sóng là ở bên trong kia kìa, trong cái bãi cát mà đổi đứng đi kia. Qua cái sông bên này thì đến cái bãi cát đấy xong mới đến hồ tổ sóng. Cô bảo không biết nó 48 mét này, nó không biết sao là nó xây có đẹp không nhỉ? Đẹp. Hàng Vin thì cái chất lượng là 1, 2 nữa kiến trúc các thứ. Xây nó giống nhau hết. Đúng rồi. Giống như chung cư ấy. Phong cách nhiều phong cách lắm. Không, bà ý là giống như chung cư là một loạt giống nhau. Dạ. Mình hiểu nôm na là như thế. Đây, đây là cổng ra đúng không? Này, sau này hội trẻ nó hưởng thụ sướng nhà nó chơi. đây, ở phía bên này là cái gì đấy? Chung cư bu xung quanh đây. Ừ. Rẻ sao lại sướng. Xung quanh đây thế nào cũng là ok ấy. Dạ. Đấy, những nhà như ở bên Ai Cập, Hawaii nhỉ, bên nhiệt đới mấy nước Trung Mỹ. Ở đây ít nữa đông người đến tham quan lắm đấy. Dạ. Đến chơi lắm. Sau này còn đẹp hơn thằng Ocean Park không? Đẹp rồi, hơn. Đẹp hơn ạ. Nhìn là biết là đẹp hơn rồi. Đẹp hơn. Dạ. Dạ. Người ta nếu mà để đến chơi người ta sẽ đến chơi đây. Dạ, đấy, thế. Trên đây sầm uất đẹp hơn nhiều mà tiện ích của nó xung quanh nó có nhiều cái chứ không cần phải chờ người khác người nọ người kia đến mở quán mở xá hiểu không? Đó. Quần trường đấy hôm nào khai trường đấy đang làm. Dạ đúng rồi đấy ý cháu đang muốn nói như thế thời điểm đầu ra là mình có thể mua để mình lướt lát đã. Sau đó là những cái này ra cuối cùng là mình tính khoản mình ra mình vào. Đây là vừa hết một vòng hồ đấy. Vừa vào.